Phêrô Hoàng Thái Quang xin nhận em Maria Nguyễn Thị Hằng Nga làm vợ của anh. Em là Maria Nguyễn Thị Hằng Nga xin nhận anh Phêrô Hoàng Thái Quang làm chồng của em. Và sẽ hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc danh em. Khi mặc kệ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Hằng Nga xin hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu của anh nhân dân cha và con và thánh thần. Anh Phêrô Hoàng Thái Quang xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân dân cha và con và thánh thần. Với cộng đoàn chúng ta cùng với